lớp 11, lớp 10 là em không biết trong lớp có bạn này luôn. Không để ý mà mấy người vô hình. Có nghĩa là bạn ấy không nổi bật. Đúng chưa? Tại vì chắc lúc đó là do em tập trung học quá, với lại đúng là bạn ấy không có được đẹp bằng mấy bạn kia dạy thầy trước em đẹp hơn nè. Trời ơi, là cái em kêu mày xích qua, tao vô ngồi, xích qua, tao vô ngồi. Lãng mạn quá. Em có phải là nữ sinh dịu dàng không? Thế em thì học khá hóa, còn bạn này rút nhất văn hóa. Thì lúc đấy thì thôi em bắt kiểu thơm. Hai đứa học chung đi, hai đứa học chung đi. Ai biết bạn này thích em từ bao giờ rồi, nhận luôn. Trời ơi. Thế là em tự nhiên bạn bước vô, cho em thấy dạ, nay sinh nhật đẹp trai đấy. Em nghĩ thôi, bạn nghe ra là bạn cười với em. Em bảo, chết quá, hơi đẹp trai thế này. Chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân. Xin chào tất cả cán bộ chiến sĩ đang có mặt tại trường quay cũng như các bạn đang xem đài. Em tên là Cao Thành Nhân. Em năm nay 31 tuổi, hiện em đang công tác tại tiểu đoàn 16, sư đoàn 5, quân khu 7. Cảm ơn. Dạ, em xin chào MC Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Hải Yến, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại lĩnh vực là tài chính ngân hàng ạ. Em có dự đoán là họ là làm sao mà không quen được chúng ta? Chắc là anh đến ngân hàng để làm mở tài khoản. Không biết có đúng không? Không biết có đúng không? Bọn em thì quen nhau là từ năm cấp 3. Học chung. Mai, chúc dạ, vâng, bọn em học chung với nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, ra trường vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ và quyết định đến với nhau trọn đời tới bây giờ. Lần đầu gặp nhau là học chung là lớp 10. Dạ vâng, học chính xác. Dạ. Trong lớp 11, lớp 10 là em không biết trong lớp có bạn này luôn. Không để ý mà mấy người vô hình. Có nghĩa là bạn ấy không nổi bật. Đúng chưa? Tại vì chắc lúc đó là do em tập trung học quá, với lại đúng là bạn ấy không có được đẹp bằng mấy bạn kia dạy thầy trước nên đẹp hơn. Trời ơi, làm người hảo sắc mà. Bởi vì có sắc nó có lợi nhiều đúng thứ rồi, nó mềm có điều gì mà khiến cho Yến lại chú ý đến bạn này. Đúng rồi. Lớp 12, ngày 20 tháng 11, lớp có tổ chức đi chơi. Thì lúc mà đi về á thì em mệt quá em xe xe, nhưng mà mấy bạn trong lớp á cứ lại cái chỗ của em á chơi, rồi mấy bạn hát, rồi em không ngủ được. Cái em mới đi xuống cái ghế đằng sau, thì sao mà vô tình cái ghế của bạn này có mình bạn ngồi à. Cái em kêu mày xích qua, tao vô ngồi, xích qua, tao vô ngồi. Lãng mạn quá. Em có phải là nữ sinh dịu dàng không? Chắc lớp 12 thì em, cấp 3 thì em cũng chưa có chú ý lắm đến sự dịu dàng của em anh. Dạ. Em nghe vậy rồi em trả lời sao? Nè, tao xích ra rồi nè, mày ngồi đi. Hay là sao? Bạn nữ tới thì mình cũng nói chung cũng lúc đó thì cũng cứ mày tao với nhau thôi. Thích thì ngồi đi, thích thì ngồi đi. Có dựa dẫm vào nhau hay không? Em mệt em ngủ trước mà. Rồi một lúc em thấy nặng quá là bạn dựa em. Trời ơi, câu chuyện thật là cảm lạnh. Như vậy là ngồi mà không có nói chuyện gì chứ hả? Dạ, tại cũng đâu có quen gì đâu, nói chi anh. Trong cái việc học hành của em, có khi nào em nhờ bạn ấy? Lúc mà ngồi ở cái dựa trên xe anh, thật ra là em không có để ý bạn này nhiều đâu. Nhưng mà khi mà về trong lớp các bạn trêu quá thì mình cũng để ý. Rồi lúc đó cũng vào cái mùa ôn thi đại học lớp 12 á. Thì trong lớp bạn này á, anh này rất là học giỏi toán. Mà em thì cái môn đấy em rốt nhất. Còn em thì học khá hóa, còn bạn này rốt nhất môn hóa. Thì lúc đấy thì thôi em bắt kiểu thơm. Hai đứa học chung đi, hai đứa học chung đi. Ai biết bạn này thích em từ bao giờ rồi, nhận luôn. Trời ơi. Từ khi nào mà Nhân để ý bạn này? Thì các bạn trong lớp mới là chụp hình này kia rồi cứ gẹo hai đứa. Gẹo thì mình cũng bắt đầu, lúc đó mới mình bắt đầu để ý là bạn nữ này cũng nhìn xinh xinh, cũng học giỏi. Tới mùa thi đại học thì cũng nhờ dạy kèm này kia, lúc đó trao đổi với nhau nhiều hơn. Chứ còn bình thường rất là ít nói chuyện với nhau, kể cả ngồi xe ngồi chung cũng chẳng phải câu nào mà. Bạn này bạn cũng ngại. Ngại là có bố mẹ bạn kia ở nhà thì cũng ngại là qua nhà bị trêu. Là bố mẹ bạn kia vừa đi làm là bạn này bạn sẽ đến dạy em. Rồi và chuẩn bị bố mẹ bạn kia về thì bạn này bạn sẽ đi về. Tự nhiên hôm đấy nào bạn mặc cái áo màu cam. Thì bạn được nghỉ hè mấy hôm nên bạn nhìn cũng trắng trẻo. Chắc hôm đấy thành công rồi đấy. Cái em tự nhiên bạn bước vô, cái em thấy dạ, nay sinh nhật đẹp trai đấy. Em nghĩ thôi, bạn nghe ra là bạn cười với em. Em bảo chết quá, hơi đẹp trai thế này. Em đi xuống nhà dưới, em uống nước xong, em quay lên em lại vẫn đẹp, tưởng vẫn đẹp trai. Vẫn đẹp trai. Xong rồi em xuống nhà sau, em suy nghĩ một lúc, thôi thế này thì không học được rồi. Em bảo bạn là thôi, mày đi về đi. Cái bên chồng em trố mắt lên nhìn em hỏi em chứ sao không học nữa. Bảo hôm nay tao không thích học. Bạn cứ ngồi nhìn em một lúc, xong rồi em quyết định là hôm nay không học, đi về đi. Thế chồng em cũng đi về. Rồi cái chuyện tình cảm của các bạn á, có được gia đình hai bên ủng hộ? Bốn năm quen
Rồi khi ra trường 1 năm, 2 năm, lúc đó là bố mẹ mình lên rồi thì bố mẹ vợ lúc đó là cũng có những lần ngồi chung mâm cơm, ngồi ăn thì cũng bắt đầu nhắc khéo là hai đứa nó cũng Yến cũng có tuổi nè rồi, rồi con gái thì cũng có Thì, có Xuân. Và cũng có một lần rất là đặc biệt, hôm đó thì em lên cũng tính là cũng như mọi lần thôi, đến để ăn cơm xong rồi xin phép được chở Yến đi chơi. Mẹ vợ lúc đấy thì bắt đầu cũng ra và tâm sự và nói chuyện. Con là bộ đội, con gái nhà cô thì là theo ngành kinh tế, cô thấy thì nó không có gì hợp với nhau lắm. Rồi thì đứa thì làm ở Tây Ninh, đứa thì làm ở thành phố. Rồi quay sang về tuổi tác. Tuổi tác thì đó là Yến nó hơn con 1 tuổi. Rồi sau này lớn lên hai đứa là con còn trẻ hơn nó vậy có được không? Nhưng mà rất may những cái câu đầu tiên thì em vẫn rất là im lặng, cười với cô chú thì thôi. Và đến cái tuổi tác thì mình sực nhớ ra bố mẹ mình cũng hơn tuổi mà, mẹ mình cũng hơn tuổi ba mình là 1 tuổi. Thì lúc đó mới trả lời, dạ cô không sao cả, ở nhà mẹ con cũng hơn ba con 1 tuổi. Rồi có cái được cái là mãi im lặng, nhưng mà đến lúc đó thì mình chợt nhớ ra là cũng có cái để trả lời lại với phụ huynh. Hay quá. Nên là gì cô cứ yên tâm, nhà con có gen, nhà con có gen. Dạ. Đó. Đến cái phần khui tật xấu của nhau. Chồng em là tính rất là hay quên. Quên mà không phải đâu anh, quên lựa chọn lọc. Đa phần là quên là những dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như là sinh nhật em, kỷ niệm ngày cưới luôn đây, cũng quên luôn. Quên vào những ngày có lợi giọng. Thành cái phần mà kẻ xấu đem kể cho cái việc mà chồng em quên. Lúc mà mới yêu á, cái một trong những cái dịp đặc biệt của mình mà mình mong muốn là được người ta nhớ đến, người ta quan tâm mình, đó là dịp sinh nhật anh. Đúng rồi. Năm đầu tiên không có chúc gì, chỉ cần lời chúc thôi mà không có chúc luôn á. Khi đến năm thứ hai, bạn ấy điện thoại chúc sinh nhật em trước 10 ngày. Bạn nhớ nhầm 10 ngày là 25 thành 15. Thôi rồi. Lúc mà mình nhận được lời sinh nhật mình bất ngờ lắm anh, nhưng mà lúc đó thì thôi thì mình điều chỉnh lại là 25 mới tới sinh nhật của tôi nha. Cái xong rồi. Nhưng mà 25 không có nhớ không? Dạ quên anh. Là đã chúc rồi nên mình sẽ không chúc nữa. Dạ vâng chồng em. Dạ. Cái đến năm thứ ba chồng em rút kinh nghiệm, sẽ sinh nhật em vô hè, lên năm đó chồng em đã xin về sớm để tổ chức sinh nhật cho em. Đồ cũng hoành tráng nè, bánh kem nha, quà nha, làm một cái tim bằng vỏ đạn nha, tim rồi khắc tên hay đứa đồ ha. Tổ chức lãng mạn lắm, em cảm động vô cùng luôn. Tới ngày sinh nhật chồng em không chúc luôn, chồng em không chúc luôn. Hả? Tới năm thứ tư. Tới năm thứ tư thì chồng em lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng quên luôn. Quên luôn. Dạ. Vậy mà bắt yêu được đến năm thứ năm là giỏi á. Dạ đúng rồi. Cao trào nó nằm ở năm thứ năm á. Em bắt đầu là em đợi từ 12 giờ đêm lận. Em đợi tới sáng luôn, vẫn im ru luôn. Cái em đợi tới 7 giờ và không thấy gì luôn. Đợi 9 giờ không thấy gì luôn. Qua 1 giờ chiều cũng không có gì luôn. Thôi em quyết định nửa quên nữa rồi, mà bây giờ là hết chịu nổi rồi. Cái em buồn quá thôi, em đi chơi mình em luôn, có nghĩa là em đi bơ vơ vậy đó, vơ vơ vậy đi rồi em vô tiệm net em ngồi luôn. Tới đâu á 4 giờ chồng em bất ngờ mà anh, rồi mang quà, mang bánh kem rồi mang bông đến nhà em, là lúc đó muốn gây bất ngờ cho em á, nhưng mà chồng em bất ngờ hơn, tại vì tới nơi là người yêu đi mất rồi. Yêu đi mất rồi. Lúc đó chồng em điện thoại nhắn tin rồi đâu còn liên lạc được gì nữa đâu. Cái xong rồi cứ nhắn tin điện thoại em chẳng bắt máy gì hết. Cái xong rồi mới nhờ bố em, nhờ bố vợ thì bố em mới đi kiếm em về cho. Nhưng mà lúc đó em lạnh quá rồi, thôi mang quà mang hoa đi về đi. Vợ là không nhắn tin được Facebook hay Zalo, lúc đó là em đã ra trường rồi, được sử dụng điện thoại rồi. Tất nhiên là mọi liên hệ là không liên lạc được, chắc cũng phải 1 đến 2 ngày mới nhớ ra là mình có chuyển tiền. Gửi tiền cho nhau thì có thêm cái phần nội dung, mình vừa gửi tiền mình vừa có dòng tin nhắn xin lỗi với vợ. Lúc đó thì đúng là qua ngày hôm sau là vợ mới bỏ vui liền. Vui liền luôn, bỏ qua đó, bỏ qua liền. Nói chung là mọi cái sự giận dỗi của vợ đều có thể được giải quyết bằng chuyển khoản. Sự luôn. Kỷ niệm ngày cưới có ngày nào quên không? Cũng quên hết năm trời ngày cưới rồi đó. Năm thứ hai là em nói không có được quên nữa nha. Chồng em đồ em cũng ngồi em đợi thử coi xem có thay đổi gì không. Cũng em cũng đợi từ khuya á, thấy cũng im chắc ngủ rồi. Em đi làm ngồi tới 7 giờ rưỡi vẫn thấy im, không thấy nói gì hết. Đến 8 giờ là trong lòng em mới sôi sục lên rồi, nói đúng rồi. Dạ không thì chắc chắn là quên rồi. Em chặn hết cái phương tiện liên lạc luôn. Lại chặn được? Dạ. Unfriend Facebook luôn, unfriend Zalo luôn, không liên lạc gì với em nữa. Thì cũng xài chưa cũ. Tình tình cho em tinh. Nếu mà tin nhắn nó là thằng là vợ ơi,
Thật ra là anh có trồng một bông hoa súng, anh đợi nó nở rồi chụp hình tặng vợ. Nhưng mà anh ngồi đợi hoài mà nó không chịu nở. Ủa nhưng mà cái hoa súng nó làm trồng trong dạ vâng, đơn vị em cũng dạ bông súng tím. Thì thường bông súng này phải nắng lên mới nở. Buổi sáng thì vẫn đang bức tầm 10 giờ mới nắng lên nắng lớn á thì nở rất là đẹp. Thì mình cũng nghĩ là chắc tại vì mình hôm qua mình thấy nó nở rất là đẹp thì hôm nay mình mới nghĩ là thôi chắc mình chụp này rồi mình gửi tin nhắn vợ lúc này chắc là lãng mạn hơn một xíu. Mà không ngờ súng nó cụp cò. Là cũng một kỷ niệm vô cùng đặc biệt anh. Trước khi đi ngủ thì em vẫn ngồi người yêu nhau mà đợi người yêu chúc thì mình mới ngủ được. Bạn đi vào đội văn nghệ của đơn vị. Khi bạn đi tổ chức văn nghệ xong rồi bạn hay phải đưa những cái bạn nữ văn nghệ đi về. À, chắc là nhìn mấy bạn kia đi vào nhà xong rồi về tới nơi thì cũng phải nhắn tin chúc em ngủ ngon. Và thay vì chúc cho em kia thì gửi cho em này, gửi cho em này. Ôi trời ơi. Sau những cái lần thì nó cũng sóng gió nhẹ nhẹ. Sóng thần là vào cái dịp Valentine thì em cũng ngồi em đợi. Cũng bắt đầu đợi thì không giờ đã xong rồi em đợi tới sáng. Vẫn chưa thấy nhắn. Đâu tầm đến 9 giờ thì cũng tinh tinh. Một tin nhắn của người yêu mà không đúng cú pháp nha, nhắn cho bạn nào á chúc em Valentine vui vẻ, gửi nhầm cho em đó anh. Dạ, ủa em rồi. Sao những cái cú nhắn của em sao toàn tai hại không vậy? Cũng quen tay nhắn tin, đôi lúc là nhắn nhanh quá thì không kịp thu hồi. Thế thì bây giờ có mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì không? Em mong á là bớt quên đi. Bớt và... quên nhớ nhiều lên. Dạ, bớt quên nhớ nhiều và đừng bao giờ lộn nữa. Đừng bao giờ lộn. Từ đến lúc em báo thù rồi em, cố lên. Một là hay ghen như cái lúc nãy nó nói là cũng rất là ghen. Hay ghen. Thôi cái này là lỗi của mình. Mình làm cho vợ ghen thì phải chấp nhận. Đúng. Cái thứ hai là tâm lý hay không được tâm lý bất ổn. Dạ tâm lý cũng có hay bất ổn thì rất là dễ xúc động rồi khóc khi mà hai đứa cưới nhau về. Và thật sự là từ khi quen nhau đến bây giờ là em chưa bao giờ em lớn tiếng với vợ em một tiếng nào. Chưa quát nạt gì hết. Mình cũng kẹt việc đơn vị. Do đơn vị cũng có việc thì vợ thì cũng nói là muốn được tối đi chơi thì vợ cũng nào là hẹn đồng nghiệp này kia là thôi phải về có việc để đi với chồng cái này thế kia. Tôi để cố gắng sắp xếp và sắp xếp được rồi xong nhất trí xong rồi lại đùng một phát là mình lại bảo thôi không được rồi tối nay là lại phải có việc rồi. Em thông cảm. Rồi vợ lúc đấy là lại giận dỗi lên thì mình thấy vợ làm giận dỗi quá mình cũng sợ. Thế là lại phải cố gắng sắp xếp làm sao chạy về nhà. Chạy khi mà chạy đến nhà thì là cô vợ ở trong nhà cứ mặt nặng mặt nhẹ mình rủ đi thế nào cũng không đi. Lúc đó thì mình cũng mới cưới thì cũng nghe được nhiều anh tiền bối đi trước nói là đừng có sợ vợ này kia phải thể hiện này một tí. Thì mình cũng lúc đó mình cũng mạnh dạn mình thử một lần. Dạ vâng, mình thử một lần thì mình quát thế này, quát tại sao anh thế, anh đã về sắp xếp công việc về để đi thế này mà không về đi là sao? Cô xem tôi là gì? Đó. Mình cũng ra mình cầm nó vào hiểm mình đập mặt xuống sân cho vợ nghe thấy. Xong rồi mình đi vô thấy cô vợ hình như có vẻ chiêu này không ổn rồi, chuyển sang trạng thái là như lại sợ vợ rồi. Tại sao vợ rồi nên em là thôi, tốt nhất là không ở nhà nữa. Thôi thôi, anh vô đừng vậy đây. Thôi, xách xe đi vô luôn. Cái lúc mà thấy anh thể hiện và anh đập cái nón bảo hiểm như vậy, lúc đó em suy nghĩ gì? Em có sợ anh không? Sợ chứ anh. Ai quá lớn là em sợ. Thấy chồng nào giờ là chồng em lúc nào cũng nhỏ nhẹ với em không à. Đó thì em cũng hoảng rồi. Lúc bình tĩnh là em nhắn tin hỏi, ủa anh đi đâu à? Khi ai về anh đi trả lời là anh sợ quá anh cũng bỏ đi luôn. Thôi trời ơi. Nghĩ là ông này sợ hơn. Hai người đều sợ. Đều được quá. Cho tới bây giờ, thật sự là nếu như để cho có được một cái điều mong muốn ở vợ mình thay đổi để cho mọi thứ nó tốt hơn, nó hoàn hảo hơn. Mong muốn thì cũng muốn vợ mình là sẽ có một cái sự là suy nghĩ điềm tĩnh hơn. Thì mong vợ cũng hiểu cho thay đổi thì không phải một lúc một chiều. Cứ từ từ thôi. Vì tâm sự người ta cũng sẽ được hết. Miễn là đồng cam cộng khổ cùng nhau. Nói câu này là phải nắm tay vợ nha. Có nói thêm điều gì nữa không? Em muốn nói thêm điều gì nữa với vợ không? Hai bạn có thể đứng dậy, nhìn vào mắt nhau và nắm tay nhau. Vợ nè, anh cũng không có gì hơn ngoài tình yêu của anh dành cho em. Trời ơi. Hai vợ chồng mình thì cũng đã đến với nhau đến nay là cũng có được một bé là 4 tuổi rồi. Thì mong làm sao hạnh phúc gia đình mãi mãi như thế này. Và từ nay về sau, mong em không còn cảm giác ghen nữa. Hôn vợ đi. Yeah. Hay lắm. Rồi, em thấy vợ rất là xúc động. Yeah. Muốn nói gì với chồng không? Em muốn gửi lời cảm ơn chồng em đã ở bên em qua rất là nhiều năm, cả một tuổi thanh xuân. Và em cũng mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trên cái con đường còn lại từ đây đến hết cuộc đời này luôn. Hay quá. Rồi. Yêu quá. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều.
và mong rằng là những cái lời yêu thương của các bạn nó sẽ theo các bạn đi đến hết cuộc đời của các bạn để mà tận hưởng cuộc đời yêu thương nha. Xin cảm ơn. Tôi tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại Sư đoàn Không quân 370, sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Liên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng với bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đạo Sư Phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe, vô tình gặp Liên. Tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô, cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm thay lòng anh bộ đội này đâu ạ. Gì hát? Bài gì? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên hát thử lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi động này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Của nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cứ sau đó này ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở tạm thời biết đã, sau có những chiến dịch sau. Vâng hỏi nhỏ chút xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu đúng không? Thì xin hỏi anh nha, anh lên kế hoạch cưa cẩm Liên á là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lại ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh di tích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau để tấn công bất ngờ. Thế lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì, nhưng mà anh ấy rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9:30 là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau, hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường, nhưng mà dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Đúng rồi. Và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau là tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Bây giờ đấm vô kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng địch. Vào một hôm liền đi điện cho tôi, mình với nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái đội đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Thì em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Anh Lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy lâng trào bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng đất. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, thế là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi. Cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn. Muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn, đó là đánh thay nhanh, đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh. Đúng rồi, thay đổi và, chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa? Sự khi mà anh ấy tỏ tình thì em cũng suy nghĩ. Bởi vì xưa nay con gái ở quê trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ. Mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu, và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này, nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất một người lính rất là tuyệt vời. Nên là thôi, chấp nhận là thôi tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Liên, mất giày rồi Liên. Thôi thì ngủ quên, là thằng bắn trộm mà lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh không thấy đâu, sau cái đoạn nó mang giày mà
anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em không bán. Trong túi lúc bây giờ mình có 100 ngàn, bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn. Thì bảo thiệt cho mày luôn, đi trên đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, có phải hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Có nghĩa là cái chuyện mất giày là một trong những chuyện nhỏ thôi ạ, rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lao? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô. Tức là anh đi xe máy tới chơi, xong anh để xe máy ngoài sân. Thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô phía sâu sau là nó có cái toilet để mình đi vệ sinh trong 30 phút thôi. Thế là quay ra là mất xe luôn. Mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi, thế là Liên mang vào đấu hay nào? Liên bảo không, em có gì là mất xe máy. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm. Bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác. Và em thì mới học năm thứ nhất. Điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi, nên là rất là nhớ người yêu. Và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai phong độ rồi, thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Đấy, em cũng hoang mang. Nên là Tết năm đó thì thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi. Và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké. Con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được, nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em. Thì em ngồi đến 3 rưỡi rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả. Mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ vờ như vậy. Và em ngồi em khóc, em khóc em không biết làm gì nữa đất Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội. Và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó thì lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá. Đang xem thì nó say sưa, cứ cố vừa xem mới đứng lại, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp một rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp một chạy ra đón Liên. Thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đó em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào. Nhưng mà nhớ chồng quá rồi nên là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn, thì em nói anh ra đón con. Nhưng mà đến 3 giờ rồi 3 rưỡi cũng đến 4 giờ luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì từ bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, thế tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm, em mới dứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn. Em mới gọi điện cho ông ngoại, bố 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 răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai cái răng nó rớt. Thôi và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết. Không biết luôn. Đến khi rớt ra rồi mới biết. Tốt thì mình khoe đương nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, các bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, cái nó đuổi thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này, còn mình chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh bất ngờ và anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá, đến giờ này như Liên ấy là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, cũng không hiểu sao vậy cũng hơi ghen thế. Là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần một cô gái khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật, mà hỏi thì anh không trả lời, anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này bạn người kia. Em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc lắm. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong mới cái mời anh ấy tới cà phê. Thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này, anh ơi Sen đây này anh. Trời ơi. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương, cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là
Vin đấy cái nhắn tin vào cái máy của mình, thế là mình vô tình mình về thì về xong để máy ở ngoài cho vợ xem được là có tin như thế. Thế là lên chiến thuật để bắt nhà mình nghi ngờ, nhưng mà nói ngọt ngào lắm, nhưng mà hỏi tên thì không ấy, bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi, đi ra xem sao. Lúc đó sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh bị rủ rê như thế, nên là cứ bực dọc trong người cái chuyện đó thôi. Chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh, bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút, hay là học thì rất nhiều, nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Còn em mong muốn ăn lương điều gì? Em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí, tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị. Lúc nào tối về cũng thấy anh ngủ hết trơn á, có nghĩa là em đi học về là 9 giờ cái anh nhìn, anh ngước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tí. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy ạ? Dạ, nên là biệt danh là gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả? Là sinh ngày nào? Em sinh ngày 22 tháng 12. Vậy là như là trùng với là một cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy cái tình cờ luôn á thôi. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật của Liên. Xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday cô Liên. Thật ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Can you speak Vietnamese? Chúc à. Mười thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. À, rồi mời bạn giới thiệu về mình. Introduce yourself. My name is German. Trời ơi, sorry, cái gì sorry. Ok, làm lại cái nghe. Alo, rồi alo. Có mà. Hết hồn. Alo. Có tiếng mà. Alo. Alo. Đức, test micro ấy. Alo. Cầm một hộp pin đẩy xuống đây cho em đi chị ơi nha. Alo. Rồi, bên nó bị. Alo. Low battery. Chúc đưa Đức biết hát một câu tiếng Nga. You can sing in Russian. No, it's just a little bit. Yes. Sing. Da 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 da
Yes, top, top, top. Top top luôn. Cái bài gì? Thum pho la na sơ. Ủa, là tiếng Pháp rồi. Qua tiếng Pháp rồi. Rasvita. Ras. Lia pro ni i kruši. Pa plene. Tu mano na prikoi. Выходи на берег Катюша. Катюша, Катюша. Ты берег на крутой. Còn không biết hát. Không biết hát, hát mới hay, mới dễ thương. Bè theo. Rồi. Rồi bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Tôi tên là Đức. Đức. My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russia. I from Nga. Russian. Russian. Yes. Yes. What's your job? My job now I'm model in Vietnam, but before I worked in tourism, a guide, history guide. Oh, tourist guide. Yeah. For Russian people, I give history Vietnam in excursion,
Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Người mẫu tự do. Ủa, Đức ơi, Đức là người Nga. Sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức? Germany, no, just name. Name. Tại vì ảnh tên là German mà German dịch ra là Đức. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Hát cùng nhau. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Đây là tiếng Việt Nam dịch là tình cảm. Katyusha. Rồi, bây giờ tới em. Chưa hỏi là how old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip chip. Dạ, Rồi, mời em. Dạ, thì trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. Chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ. Không sao chừng dạ. Sao đâu cô chú được mà. Cô chú đi cho dạ. dễ trò chuyện. Dạ, con tên là Thình Bùi. Là tên Thìn, là con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event hay sao? Luôn. Dạ, là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ, thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ, nhiều lắm. Nhiều các nước. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ, chắc là mới đầu á, con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi kết quốc đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời, xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa. Chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn kết quốc thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được cũng handsome hả? Mặt baby. Dạ, có phải gu của con không? Chắc cũng chút chút. Dạ, tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa. Nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ, xong rồi con thấy ảnh cao 1m88 lận á. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ, có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ. Và bây giờ phải hỏi Đức nè, cái lần đầu tiên mà the first time Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her, how I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah, I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á, là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là anh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là
con nên làm răng đi. Con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi. Tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi kết quốc đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ cái điều đó con mới biết không? Con mới suy nghĩ là ồ vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cái bà thầy coi đúng. Gọi là gì là duyên tiền định đó. Là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe là bà thầy đã linh nữa nghe. Ừ không mà cũng đúng chứ bộ. Tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng rồi đến nụ cười. Đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn. Tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết. Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? À không, tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới con là Sài Gòn chính gốc luôn. Con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi mai gặp luôn đi. Tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Nói Việt Nam, nói bằng Vietnamese. Tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello. Đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá. I know my girlfriend Tin Bui say so many times. Chị vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chị vậy? Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Rồi, cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe chiếc Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Lúc đó tới chở em. Dạ, phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì thấy sao? Dạ rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á. Dạ, ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á. Nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Dạ, thì lúc mà con lên xe á, thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là, ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy. Con mới nói là, no, thank you, no. Thì ảnh mới đạp số, vô ga thiệt mạnh luôn. Là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là, you have plan. Ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan. It's not my plan. I don't believe it. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên khùng khùng vậy thôi chứ ông không có kế hoạch nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy á đó. Do the same the giờ là Việt Nam. Vietnamese man. She has planned the same you. Oh. Motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job of home. Hiểu chưa? Oh, it's cool. You don't believe. You don't believe her. I understand. Yeah. I understand you. Rồi sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến gì? Kế hoạch rõ ràng. Em cũng hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho người ta phải ôm em. Không phải nó khiến chị ơi, khiến cái khiến. Gì? Đó. Rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường, cái ảnh chỉ con, cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè, quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi, thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi, tổng hướng dẫn viên mà ông làm bộ làm tịch bởi có plan hết. Thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ, ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa, mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Anh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà
lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm, chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là là em biết, là con biết là à ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là dạ, bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không, ảnh không hỏi gì hết, tất cả mọi thứ là tự nhiên tới. Xong yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn. Thì tại vì con từ từ con dọn qua, cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn, ảnh không muốn hỏi. Bởi vì người nước ngoài á, họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Oh, about Vietnam food? Mm-hmm. Yes, I had I have one story. About the first date. Thinh Bui, she did. Con tên là Thinh Bui. Thinh Bui, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like. And I say, my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup, phở gà. Soup noodles. Why is so it's so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really a challenge because need so many ingredients, and we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later, I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me. I mean, for men, it's so important when girl can cook. But most important when girl can try and study, because she don't know. It's so important. But she try and study. Yeah. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu chết rồi, bà đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở, là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt, trời ơi quá dễ luôn, bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà, cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn, nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi, mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp, nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ á con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là
cuối cùng cũng ra một tô phở gà, phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các loại các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều mà nêm miền nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn. Dạ, đó như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn là từ bỏ nó luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ, đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy hình như là rất là tốt cho bản thân mình. Với lại nó giúp mình trong sức khỏe, rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á. Thì con cũng từ từ thay đổi quen luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Này là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng nên là hay thích đi chơi, ăn diện rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi có hồ bơi nữa thì khoảng chừng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy nhưng mà mình chạy xong á tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xong hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa, rồi xong lại lên lại vô cái phòng xong hơi, nóng là nóng luôn và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á, người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming, winter, but so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah. After you so happy, so comfortable, because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parents. Sorry. You miss your parents. Parents. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam. And she live it in Nha Trang. Nha Trang. Yeah. And we met so many time when I worked in tourism. Yeah, but now I want to meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah. And I am introduced to my parents.
Tụi con có định, tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ chắc là phải hỏi ảnh là không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Yeah. Oh, Siberia. Yeah. Do you know Moscow? Around 5 hours by plane. 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. Yeah, yeah. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ đúng rồi, ta đang trong quá trình làm giấy kết hôn tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là, nhưng mà là em, ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết dạ, em cũng vậy luôn. Dạ, nói chung bây là bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Đúng dạ không? Đúng rồi. Là vì tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa, nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á thì tụi con tiếp tục, còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm, cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Rồi thôi giờ rồi. Tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, phần... em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thìn á, toàn là khen Đức luôn. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi về là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha. Nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó. Như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại. Giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó. Thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes. Dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng hey when I eat, hey when I eat, cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao reaction example actually yes. But when we go to market and in Bui so many times can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, it's so funny. So funny. Dạ, đúng rồi. Tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á, là không có nói chuyện bình thường nữa mà tất cả mọi thứ luôn, lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá. Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy, thì thà cho người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra kiểm tra không, em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em. Xong rồi em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi em ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó.
when you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy. You remember? Yeah. But he like you, not like me. Okay. Okay. I got it. Okay. You chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi, coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu phải hết. Ghen cho em, trời, vợ xinh như thế nào không ghen sao được? Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous, or maybe something. Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. You don't It's you don't so lie hard for me. I don't understand. She likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, but so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? Little bit. Mm. Sometimes. Mm-hmm. Not every day. Mm-hmm. When you remember, I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention, and who is it? Why you text with her? But I say it's just my friend. We worked before together. Em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Đâu, trời thần đất lở chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese a lot, but I don't understand. But blah 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 blah. actually, I'm really like because it's so cute. And after she gets angry more. Điên hơn. Dạ. Con nói tiếng Việt nhiều quá. Gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi. Cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. How did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki ai, tai oi, sao. And Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? You wanna change something? Actually, no. I like her personality. Okay. She changed, I think, enough for me. So comfortable, and I love her. Who is she? I love her. Okay. Vậy thôi. Giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn em bé chưa?
Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó là tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, cũng chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi, enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn. Bye.